Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ cùng với các bác chúng ta sẽ tháo cái chiếc DCQ6 Pro này ra để xem cái mên mạch bên trong của chiếc DC Suica Pro nó như thế nào. Đấy. Thì như chúng ta thường thì đi mua những chiếc đầu giải mã, chúng ta quan tâm đến hai cái vấn đề, đó chính là chất lượng của chiếc đầu giải mã đấy, nó có hay hay không. Đấy. Thứ hai nữa là cái độ bền của sản phẩm đấy, nó có hay bị lỗi mặt hay không. Đấy. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một chút vào cái phần mên mạch của chiếc Suica Q6 Pro này. Thì như mọi người cũng đã biết thì những video trước em đã giới thiệu rất là kỹ về chiếc Suica Q6 Pro này rồi. Đấy, nó giải mã là 32 bit, tần số lấy mẫu là 768 kHz và hỗ trợ chơi nhạc DSD 512. Đấy, nó có các cổng đầu vào như là Bluetooth này, USB, cổng quang, cổng trục Coaxial và cổng ra V như thế này. Nó có rất nhiều các cổng đầu vào. Thì đây chính là cái mên mạch của chiếc DCQ6 Pro. Thì đầu tiên em cho mọi người xem cái con chip của chiếc DC Suica Q6 Pro nhé. Đấy. Con chip giải mã chính của chiếc DC Q6 Pro này chính là con chip 9038Q2M. Nó hơi khó nhìn một chút đấy ạ. Đấy. Nó rất là nhỏ. EIDS này, 9038Q2M. Đấy. Thì 9038Q2M nó là một con chip cho cái hiệu suất, hiệu năng cao đấy, của hãng EIDS Technology Hoa Kỳ. Con chip này nó hỗ trợ giải mã là 32 bit, BCM 768kHz, hỗ trợ chơi nhạc DSD 512. Đấy, con chip này nó cho cái độ nhiễu và độ méo tiếng cực thấp. Thì cái độ méo tiếng mà cực thấp thì cái chất lượng cái âm thanh, cái nguồn âm thanh chúng ta nghe nó càng hay. Đấy. Và tiếp theo là con chip của đường USB. Đấy, con chip là XMOC 208. Đây, con chip XMOC 208 đây. Đấy, đây là con chip XMOC 208. Con chip XMOC 208 này nó hỗ trợ là giải mã lên tới là 32 bit này. 768kHz, chơi nhạc DSD 512. Nó xử lý tín hiệu rất là nhanh nhé. Trên những cái chiếc đầu giải mã như Suica Q6 Pro thì cái cổng USB chính là cái cổng mà tối ưu nhất. Và đây là con chip CSR8675 nhé mọi người. Đấy, con chip Bluetooth này. Đấy, nó cho phép chúng ta nghe nhạc chất lượng cao qua Bluetooth. Đấy, nó giảm độ ồn rất là tốt này. Để hỗ trợ giải mã là 24 bit tích hợp của các codec âm thanh aptX và aptX HD. Đấy. Và tiếp đến là những con chip opam. Đây. Con chip opam đây ạ. Con chip opam OPA đây. OPA 1656, hai con chip opam 1656. Thì bộ đôi chip OPA 1656 là bộ đôi chip khuếch đại âm thanh. Đấy, nó cho độ nhiễu và độ méo tiếng cực thấp. Đấy. Thì rõ ràng ngoài cái việc mà những chiếc đầu giải mã nó có những cái con chip giải mã chính cao cấp rồi thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái con chip OPAM khuếch đại đầu ra. Đấy, thì ở đây chiếc Suica Q6 Pro nó trang bị cho chúng ta đôi chip OPA 1656. Đấy. Đôi chip khuếch đại âm thanh khá là tốt. Nó cho cái độ nhiễu và độ méo tiếng thấp. Đấy. Và kết hợp bên đây đó là đôi chip khuếch đại âm thanh 49720. Đấy. Và tiếp đến chúng ta có con chip của đường tai nghe. Con chip khuếch đại của tai nghe là 6120A2. Đấy. Bên cạnh cái con chip này là dơ le lê xem. Đấy, con dơ le này của Nhật nhé. Đấy, hai con dơ le này thì cái con dơ le này có tác dụng là giúp cho việc tiêu thụ điện năng thấp và nhiễu từ tính thấp. Đấy.
Đây chúng ta có một bộ vi điều khiển của cái volume tăng giảm âm lượng, đấy, điều chỉnh các chế độ đầu vào. Và tiếp theo thì chúng ta có những con tụ Wima đây. Ta có những con tụ Wima này. Nó hơi bị khó nhìn nhé. Đây là con tụ Wima. Đấy. Những con tụ Wima của Đức và tụ Enna của Nhật. Thì đương nhiên ở một chiếc mạch điện tử thì chúng ta không thể thiếu những cái con trở. Đây là những con trở đây. Đấy, được xếp rất là đều nhau, rất là dày. Phải nói là linh kiện trên những chiếc đầu dây mã của hãng Suka Audio thì người ta làm cực là tốt. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy những cái con thạch anh này, 1, 2, 3, 4, 3, 4 con thạch anh. Những con tụ thì nó lọc nhiễu rất là tốt nhé, giúp cho thiết bị nó hoạt động tốt hơn. Đấy, 4 con thạch anh ở trên đây. Đấy. Thì tác dụng của nó là nó kiểm soát cái tần số lây mẫu. Và đây chúng ta có hai con trở rất là xịn này. Đấy, có tác dụng khống chế dòng điện qua tải cho phù hợp và điều chỉnh cường độ dòng điện qua các thiết bị trên chiếc DC này nhé. Nhìn tổng quan thì cái chiếc DC này nó có mên mạch cực kỳ là chất lượng. Chính vì vậy mà những cái dòng giải mã của hãng Suka đấy nó cho ra một chất âm rất là tốt và rất nhiều khách hàng phản hồi rất tích cực về chiếc đầu dây mã Suka Q6 Pro này. Có lẽ em không cần phải nói nhiều nữa. Bên mạch nó làm như này bảo sao ít lỗi và rất là bền. Đây, những cái cổng hoa sen này được mạ vàng. Vâng, có lẽ video của em cũng đến đây cũng kết thúc. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.